Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng nhạc cụ Isaac. Thì bên mình thì bán đàn guitar, các bạn đều biết, và đặc biệt là guitar Việt Nam, rất nhiều mức giá khác nhau từ giá rẻ cho đến những cái đàn guitar giá cao hơn dành cho mọi đối tượng khách hàng, từ mình tập chơi muốn mua cái đàn rẻ hay bất kỳ một khách hàng nào đều có thể đáp ứng được, kể cả lắp điện EQ để biểu diễn thì đều có hết. Nhưng mà ở video này thì mình chỉ giới thiệu các bạn về đằng sau mình đây là một lô hàng là gồm 60 cây FS2LRC. Thì mình có giải thích với nhiều bạn về cây này, rất nhiều người mua, nên là khi mà khách hàng mua thì có nhiều khách hàng hỏi, thì khách hàng thì gọi cái mua ngay, đọc kiểu dáng nào, sơn như nào, ví dụ dáng đê khuyết, sơn bóng, ví dụ đấy là mua luôn. Nhưng có khách hàng thì lại yêu cầu mặt sáng, mặt tối hay là thế này thế kia. Thì tất nhiên là mình cũng nói giải thích trong vài video rồi, hàng Việt Nam bạn như thế đây, gần như là không cây nào giống nhau, kể cả cùng một lô hàng luôn. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem thực tế là cùng một lô hàng 60 cây về thì xem có cây nào giống nhau hay không. Đấy, thì nên là để các bạn làm gì như nào, đó là để khi chúng ta có, là nếu mà các bạn có muốn mua hàng bên mình thì chúng ta sẽ xác định một cái tinh thần, đó là có thể cái cây mình quay video đấy các bạn mua nó sẽ không còn. Thường thường là như vậy, thường là quay xong là thường là đã khách đặt rồi, mình quay cho khách xem và khách chốt luôn, cái đấy là khách mua luôn rồi. Nên chúng ta sẽ lấy những cây khác thì nó cùng một cái lô hàng với nhau thôi, nó cùng cái thông số gỗ, là mặt gỗ thông, lưng là gỗ hồng đào, cái dòng FS2LRC, cần liền ở phía trên, rồi bên trong là răng cưa đấy, thì nó giống nhau như thế. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn, đấy là những cái gì mình giải thích các bạn trên lý thuyết đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thực tế để các bạn thấy những điều gì mình nói là nó là thực tế hay là mình cứ nói thế để mình đỡ mất công để tư vấn, đúng không? Mình không phải như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Ví dụ đây một cái mình gói sẵn để đỡ mất thời gian để phải bóc, thì mình gói sẵn đây. Thì lát nữa mình sẽ bóc luôn cây mới các bạn xem. Hôm nay các bạn có nhiều bạn theo chủ nghĩa nghi ngờ tất cả mọi thứ thì lại bảo về nhà sắp đặt. Ok, rõ ràng thôi. Đây, và ví dụ các bạn đây xem một cây đầu tiên. Đó, cây này là dáng gì ạ? Dáng A đúng không ạ? A quyết, sơn bóng. Đó, và để bọc đằng sau. Thế cần thì hầu hết thì bây giờ nó đều sơn như vậy. Tuy nhiên có cái cần mình giải thích luôn ở trong này, thì nhiều bạn lỡ mà các bạn có xem video cũ thì các bạn sẽ để giúp mình, đó là cần liền. Bây giờ với mình liền là liền chỗ này thôi, còn ở trên này mình ghép là phần chéo, đúng là phần hai cái khóa này. Thì để làm gì đúng hai cái phần khóa này, bên mình sẽ làm nó tạo ra một cái lực ép để giữ chặt được cái phần ghép đấy. Thì như vậy là tuy có ghép thì nó vẫn an toàn. Ok chưa ạ? Rồi tiếp theo, rồi 2 giây. Em đang giới thiệu đàn cho khách. Đây, có một khách hàng đang mua hàng, mua dây đàn. Đây, có một dây tiếp theo các bạn nhìn không? Các bạn nhìn này. Đó. A khuyết này. Các bạn thấy không ạ? Những cái này thì đằng sau là sơn. Đây, cái này nãy là không sơn đúng không ạ? Cái này là sơn rồi. Đó, thì bắt đầu nó có những cái sự khác biệt nhỏ nhỏ. Đó, thì nếu mà giả sử khách hàng là thích mua cây này nhưng mà nó hết rồi thì theo mình nghĩ là các bạn lấy cái này cũng không sao đâu, vì nó là mặt sau, ví dụ thế này các bạn, mặt trước đây các bạn nhìn không, không giống nhau hoàn toàn, cái này đậm hơn, cái này sáng hơn, nhạt hơn đúng không? Đó, thì nhưng mà có những cái gì bên mình cam kết là đúng, đó là khóa, là khóa đúc này, dây đàn giống nhau theo lô này, đó đúng không? Đó, thì đấy để các bạn hiểu một chút. Rồi tiếp tục mình lấy cây thứ ba xem nó như nào nhé. Cây thứ ba, ok, sắp xếp lại một lát nó lại va đập với nhau sức. Rồi tiếp tục cái số 3 xem là cái hình thù nó như thế nào. Cái này lại là dáng A tiếp, các bạn thấy không? Còn mặt sau thì là có sơn đúng không ạ? Đó, thì như vậy là nâu nâu tối tối đấy, thì nó sẽ không giống nhau ở đâu. Trông thế thôi các bạn, đây hai cái này là hai cái đều cây tối nhá. Các bạn nhìn không giống nhau đâu. Cái này nó sẽ có một cái vạch ở giữa này. Đó, các bạn thấy không ạ? Cái này không có. Thì nó là tự nhiên mà, nên là không thể giống nhau 100% đâu. Rồi, cây thứ ba. Tiếp tục một cây nữa. Đây rồi. Cây thứ tư. À, cây này thì là dáng to hơn rồi. Dáng to hơn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy. Còn mặt sau thì cũng để mập. Thì, rồi tiếp theo một cây nữa đi cho hết cái thùng này luôn. Nếu mà các bạn có thời gian mình sẽ mở hết thùng giữa nữa để cho bạn xem thấy là 10 cây luôn xem như thế nào. Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm nó giống nhau. Chắc là không giống nhau rồi. Đây cái này đằng sau cũng mộc này. Mặt trước thì vân gỗ rất nhiều, cái này vân gỗ rất nhiều. Đây. Vân gỗ rất nhiều, rất đậm. Nó giống như cây này. Cây này thì là mặt cũng không sơn, các bạn nhìn đằng sau này gần giống nhau này. Đấy, gần giống nhau thôi thì vẫn khác nhau đấy ạ. Đúng không ạ? Vẫn khác nhau nhiều. Cái chỉ lưng các bạn nhìn, cái chỉ lưng này màu tối này, cái chỉ lưng này màu sáng này. Đó, mặt trước
À, nhìn cái này. À, cái này tối hơn. Rõ ràng là không thể giống nhau đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn kiên trì một chút để mình bật thêm cái thùng nữa nhá. Đó, thế nên là khi các bạn mua thì mong các bạn thông cảm, vì thứ nhất thế này, khi mình mua hàng về thì cái này là cứ tống vào kho thôi. Thì mình cũng không kiểm tra xem là cây nào sáng cây nào tối, chứ không phải là mở ra từng cây xong rồi kiểm tra sáng tối như nào. Nó lúc mà nào mà ít hàng được, nhưng mà nhiều khi nhiều hàng quá là cứ tống vào kho, vì để này nó sẽ gọn hơn. Chứ mình không mở ra từng cây xong rồi xem cây nào sáng. Thế nên nhiều khi là quan điểm sáng tối của mỗi người khác nhau, nên mình chỉ người ta vì nhìn, các bạn nhìn này, quá nhiều hàng nên là có những cây thì nó vừa vừa, mình coi là sáng, còn cây nào nó tối là chứ không biết theo cái mắt thế nào là sáng, thì cái nhìn của mỗi người khác nhau. Nhưng có người nhìn cái cây mà mình nhìn như này rất tối chẳng hạn, khách hàng bảo cái này là sáng rồi và mịn hay là thích, thì đây là nó về cái nhãn quan của mỗi người. Mình sẽ không đi sâu vào cái việc đó là cây nào đẹp thế nào thì tùy các bạn thôi. Đó, nhưng mà nó cứ vừa vừa là dễ hơn. Ủa chứ cái này ạ, cái này thì lại bị sơn mất rồi, nhưng mà thường màu này ít khi sơn lắm. Cái này sơn có lẽ là do nó bị cái gì đó nó xấu, nó người ta phải sơn lại thôi. Đúng rồi, cái này vân gỗ nó rất đậm, bên có những cái vân gỗ nó đậm quá người ta phải sơn lên để che đi. Thì đây là một cái kiểu này ít khi gặp, nó gọn nhé, không có nhiều đâu, vì mình không thích cái màu này lắm, là như thế. Rồi tiếp theo cây số 6. À, cây số 7 rồi, cây số 7. Đó, cây này nữa chẳng hạn. Vành gỗ rất rõ nét ở đằng này, đằng sau cũng là để mộc. Đây là mặt gỗ tự nhiên. Đó thì ví dụ bạn nào lại thích cái mặt trước này rồi mặt sau lại nó phải được thế này chẳng hạn. Nó lại phải đều này, tôi lại không thích cái mắt này chẳng hạn. Đấy. Có cần các bạn cần phải mở thêm cây thứ 8 thứ 9 cũng vậy không? Tôi cứ mở, nó không mở ra rồi. Mở tiếp đi. Rồi một cây nữa. Và cây này thì nãy thì cây này đậm ở giữa này đúng không ạ? Đây này, cây này đậm hai bên. Vì sao, đây là gỗ nguyên tấm mà nên là nó sẽ đối xứng nhau. Đó là một tấm gỗ, đấy các bạn thấy. Đó, nhưng cây này thì có thể cái mắt này ở phần trên đậm hơn, phần này phần dưới. Mặc dù nó vẫn là nguyên tấm nhưng mà nó sẽ không hẳn đối xứng được nhau. Các bạn hình dung là cái cùng là một miếng gỗ không ạ? Thì cái mắt gỗ là phía trên, cái phần này là phần mắt gỗ ạ. Nó sát thì cắt cái phần nó đi, nó gạt đi. Thì nó sẽ cái phần dưới nó không bị mắt gỗ nữa. Nên là nó sẽ nhìn trông đều hơn, thực tế các bạn nhìn thấy rõ ràng nó là nguyên tấm đúng không ạ? Đối xứng nhau. Mọi thứ khác tương đối đối xứng, chỉ khác cái là nó nhạt hơn thôi. Đó, thì như vậy là tất cả đúng không? F2LRC thì là bên trong là vành răng cưa, tất cả là như vậy rồi. Nếu không vành răng cưa thì nó sẽ rẻ hơn. Đó, thì nhiều khi là cùng trong một lô hàng vành răng cưa, nhưng mà nhiều khi là mấy chục cây mà nó không kiểm soát được, nó vẫn có cái không răng cưa, thì lúc đấy mình sẽ phải giảm giá cho các bạn thôi. Nhưng bạn yên tâm cái chuyện này. Rồi, như vậy là cây số 8, số 9 rồi, số 9 luôn đi. Xem luôn, mất công rồi, đã mất công bỏ ra. Ờ, như cái này. Như cái này ạ, cái này sẽ có một vài bạn không thích, ví dụ bảo đây là cái mắt gỗ. Đó, thì có một bạn không thích. Đằng sau này để quá mộc trắng trắng này chẳng hạn. Đó. Đó thì cái video này làm gì? Để là những cái điều gì mình nói trước đây ấy, với khách hàng ấy là nó là đúng, chứ không phải là mình muốn gọi là cho nó đỡ, cho nó nhanh. Tất nhiên ai bán hàng cũng muốn là nhanh, nhưng mà vấn đề là nó cũng phải thực tế, nó xuất phát từ thực tế mà mình có những cái mình muốn bỏ đi, chứ không phải nhiều khách hàng bảo là chụp cái này cái kia mình cứ bảo là tôi mình không chụp, vì thực tế là nó không phải là khó tính đâu, mà thực ra thì các bạn thấy không? 10 cây không cây nào giống nhau. Nên là 60 cây bóc ra thì nó cũng thế thôi, nó cũng không kèm giống nhau cả. Đấy thì quan điểm cuối cùng là với hàng Việt Nam ấy, thì hàng với hàng Trung Quốc thì nếu các bạn muốn giống nhau là sẽ có chắc chắn đấy. Đấy là lý do mà khi mà bán hàng Trung Quốc thì thường người ta dễ có một cái trạng thái là khi mà nói là mở ha ra xem hàng mà đúng thì mới lấy đúng như quảng cáo, thì thực ra nó hàng trăm cây giống nhau, nó làm gỗ ép nó giống nhau nên người ta dễ cho xem. Bên mình thì thực ra bên mình không phải không cho xem vì là sợ này kia, nhưng mà nhiều khi nó thế này, có trường hợp ví dụ khi khách hàng mua FS2 đúng không, F2LC mình, thì cái quay cái cây mình quay á thì nó làm màu nó sáng, có thể do ánh sáng hay cách nào đó nó sáng. Thế lúc khi mà hàng về thì cây đấy nó vẫn là lấy thôi, tại vì mình thì chắc chắn là không bao giờ gửi sai hàng, đấy là điều khẳng định với các bạn. Nhưng mà cái gỗ nó đậm hơn nên là khách hàng này tưởng là sai rồi, nhưng mà cuối cùng khách hàng vẫn lấy. Mình giải thích lại, tức là phải chụp Zalo rồi các thứ mất thời gian. Nhưng giả sử cái trường hợp đó nếu mà mình đang bận mình không hỗ trợ được ngay thì có phải là mình đã bị từ chối cái đơn hàng rất vô lý đúng không ạ? Đấy thì đấy là một trong lý do. Rồi một khách nữa thì là cái quay cái cây mà quay mình cây là cây dáng D thì nó to.
Thế lúc mà khi nhận ấy, thì khách hàng lại kiểu cũng không nói rõ là dáng D, dáng gì cả. Chỉ nói là tôi mua hàng là ngày thôi thì mình gửi cái dáng O. Thì nó người ta bảo là nhỏ. Và người khách hàng đấy thì bảo cao 1m7 mấy ấy, thì mình cũng 1m72 rồi, không phải thấp. Thì mình ôm cái dáng vừa thì thấy nó không sao, vì thực ra to nhỏ là cái chuyện nó là nhu cầu. Thế là khách hàng bảo là nó nhỏ quá, không giống trong video này, gửi sai hàng đấy thứ. Và sau đó là nghĩ là bên mình lừa nên là nghĩ ra đủ các cái sai trong cái sản phẩm đấy để mà phê phán, để mà từ chối. Thì sau đó khách hàng từ chối thật. Thì đấy là những cái mà những cái hiểu lầm đáng tiếc thôi, chứ chẳng ai muốn cả, vì mình nghĩ khách hàng đó cũng tử tế cả thôi. Nhưng tuy nhiên thì như vậy là tử tế hay không, nhưng đến khi trả hàng rồi thì bên mình luôn là người phải gánh chịu hậu quả, nên mình không muốn điều đấy. Nhưng qua đây thì để khách hàng tâm tình khách hàng là nếu chúng ta xác định mua hàng Việt Nam ở đâu mình không biết, nhưng mua ở bên mình thì mong khách hàng chúng ta thông cảm. Còn nếu mà khách hàng nào mà cẩn thận thì cứ cần bên mình chụp cho một vài mẫu, nhưng mà phải miêu tả rõ luôn là ví dụ tôi muốn mua hàng là dáng D, bóng, khuyết, sáng, như thế. Thì bên mình sẽ chọn những cây sáng nhất có thể để mà gửi cho các bạn. Nhưng mà trong những cây mình nhìn thấy thôi, chứ bây giờ 60 cây này các bạn bảo bây giờ mình bóc ra tất cả 60 cây xong rồi xem cây nào sáng nhất ấy, xong rồi gửi cho các bạn. Thì nhiều khi cây sáng nhất đấy nó âm thanh nó lỡ đâu nó lại không được hay sao, ví dụ thế, hoặc là nó lại bị xước một cái gì đó hay sao. Mà khách hàng mà lại cẩn thận thì thường lại kỹ tính, xước một tí lại không lấy, thì bây giờ bóc hết cả một lô hàng này ra lấy một cây xong rồi đẹp nhất, xong rồi bảo là xước sát này chê đúng không. Thì cái cuối cùng ở đây là muốn là chúng ta mua hàng thì chúng ta có những cái chúng ta có thể chấp nhận nhau, thông cảm cho nhau. Cái mục đích chính của cây đàn nó phải có một cái âm thanh tốt là điều ưu tiên trước tiên, đặc biệt những hàng mà không phải giá đắt. Đã đắt rồi chúng ta cần quan tâm đến âm thanh, hình thức, đúng không? Nếu mà giá rẻ rồi thì âm thanh tốt, hình thức tốt mà lại giá lại rẻ thì nói thật là chỉ có hàng bằng hàng giấy thôi thì nó mới có cái hàng đấy được. Bạn muốn trắng là mua tờ giấy trắng như thế thôi. Ok chưa? Đấy thì rồi đấy, khi mà các bạn hài lòng với những cái điều mà mình tâm tình như vậy, chia sẻ như vậy, thì nếu mà khách hàng cảm thấy ok được. Tất nhiên có khách hàng không thích, khách hàng thích, khách hàng nào thích thì liên hệ với mình để mua hàng qua số điện thoại là 0936 984 989, hoặc là số điện thoại 0971353332. Cả hai số này mình đều đăng ký Zalo và mình có để cái miêu tả ở dưới, các bạn có thể xem lại. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để mình gửi ảnh cho các bạn, hoặc là Facebook là Nam Cách DAVID Cách Chan, viết không dấu, Nam Cách DAVID Chan, kiểu tiếng Anh ấy. Rồi, một cơ sở nữa ở tại số nhà 42 Kiều Mai, cơ sở 233 Hồng Chất đấy, thì là kho đàn đây. Còn 42 Kiều Mai là quán nước của mình thì cũng có bán đàn. Thời gian tới là tháng 12/2019 là bắt đầu bán đàn rồi, bắt đầu treo đàn là bán được rồi. Thì khách hàng có thể qua hai cơ sở này gần nhau thôi, cách nhau có 1.5 cây và đều trong bán kính 4 km của bến xe Mỹ Đình. Nên khách hàng từ xa thì đến bến xe Mỹ Đình. Còn khách hàng nào ở xa thì cũng yên tâm, vì bên mình cũng đã đóng hàng, gói hàng được 4-5 năm bán hàng online rồi. Nên khách hàng hoàn toàn yên tâm, đến nơi các bạn cứ mở ra xem đúng cái hàng mà, nếu các bạn là người khó tính thì hãy kết bạn Zalo, mình sẽ gửi đúng cái sản phẩm đó. Các bạn đến nơi các bạn nhận nhìn đúng cái đấy. Còn nếu các bạn cần đánh dấu, mình đánh dấu cho các bạn luôn, ký luôn hay làm gì đấy tùy các bạn. Đấy, thì mình sẽ đánh dấu luôn vào cho các bạn. Đấy là nếu chúng ta nghi ngờ nhau. Còn nếu mà, nhưng mà thường thì mình khuyên là nếu nghi ngờ thì không nên mua, còn tin rồi chúng ta mua. Ok, tin tưởng nhau thì chúng ta sẽ dễ chấp nhận những cái vấn đề này, vấn đề khác nó dễ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Hơi dài một tí, nhưng mà thà dài vài phút để chúng ta hiểu nhau và tin tưởng nhau, thì lúc mua hàng xong chúng ta không phải lăn tăn, đặt mua một phát và đợi kể cả nửa tháng hàng về đến nơi thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm. Và mua một lần rồi để chúng ta còn mua tiếp lần nữa, thì bên mình cũng muốn như vậy. Thà mất một tiếng hay một ngày tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu rõ sản phẩm, các bạn quyết định mua. Các bạn mua xong rồi, những cây tiếp theo các bạn cứ thế là mua thôi, thì bên mình cũng nhanh và các bạn cũng nhanh. Chúng ta đang thời buổi công nghệ nên là cái gì mọi thứ đều phải rất nhanh, nhanh và phải chính xác nữa. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại trong các video khác.